Rồi, đối thủ. Sau đây là chúng ta sẽ thực hiện cái đòn chém triệt. À, thì trong Vô Vi Nam, Việt Võ Đạo chém quét, chém triệt, chỏ triệt là những cái đòn đặc thù của môn phái Vô Vi Nam, Việt Võ Đạo. Ha. Thì các bạn muốn học cái đòn này thì chúng ta phải cần có cái người tập trung, rồi có người thầy hướng dẫn ha. Rồi chúng ta đứng cái chân trái rộng ra, giống như tôi thể đinh tấn. Rồi ban đầu thì chúng ta sẽ đứng im để chúng ta di chuyển, để chúng ta chém triệt ha. Đứng đinh tấn, đinh tấn. Rồi chúng ta thực hiện như thế này, cái người này sẽ đứng ở đây để co cái tay như thế này, để chịu ha. Còn cái người đánh thì chúng ta sẽ đang ở đây, chúng ta sẽ bước cái chân lên đây ha. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái chém. À, cái chém số 2 à, chém số 2 và cái chân của mình nó sẽ đưa xéo lên đây và chúng ta sẽ hất à, thì nó sẽ ngã à, đó là đòn chém triệt. Cái chân kia lên thì nó cũng ngược bên, chân nào nó cũng giống nhau vậy đó. Hai bên bên này thì chúng ta sẽ đứng cái chân trái mình ra đây đang rất tấn, và tay phải mình sẽ ở đây, đồng thời là cái chân mình nó sẽ đưa lên đây và nó sẽ hất cái gót chân của mình ở đây, và cái tay mình nó sẽ đánh vào đây thì hai cái đi cùng lúc thì nó sẽ làm cho đối phương bị ngã hai cái nó sẽ đi cùng lúc là đối phương nó sẽ bị ngã, đó gọi là chém triệt. Nó sẽ có những cái đòn kết hợp để chúng ta tập di chuyển bộ pháp, ví dụ như là đạt sẽ móc trái móc phải móc phải đây là chúng ta sẽ vào đây đánh rớt đi, có nghĩa là chúng ta có thể đánh di chuyển bộ pháp để chúng ta đánh, ví dụ như là đứng chân phải lên chúng ta sẽ móc phải móc trái, chúng ta sẽ đỡ ở đây và chúng ta ở đây chúng ta đánh cái cự ly rất là gần thì đối phương sẽ ngã, ví dụ như vậy rồi nghiêm nghiêm lễ lễ trước quay nghiêm lễ lễ